Nếu người lấy một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru gì? Trong lịch sử, Trung Hoa được ví như một thế lực hiếu chiến, theo chủ nghĩa bành trướng, tham vọng mở rộng lãnh thổ và đem nền văn minh Hán tộc lan truyền ra khắp các hướng, đặc biệt là xuống phương Nam. Ngày nay, để trở thành thế lực chủ yếu, hầu chi phối tình hình Á Châu, Trung Quốc đang dồn mọi nỗ lực đặt nền móng đến các quốc gia lân bang nhằm mở rộng vòng đai bảo vệ Bắc Kinh như là trung tâm quyền lực của Hán tộc. Cộng sản Trung Hoa công khai thực hiện các kế hoạch bành trướng trên thế giới qua nhiều lĩnh vực quân sự, ngoại giao, chính trị, kinh tế và văn hóa. Họ đang ráo riết khai thác tài nguyên của Phi Châu và di dân ồ ạt vào châu lục này. Họ đang thực hiện những kế hoạch thôn tính Việt Nam qua nhiều hình thức tinh vi, hiện đại hóa hải quân. Cộng sản Trung Hoa muốn khống chế toàn bộ Biển Đông. Khắp nơi là hình ảnh một thế lực Trung Hoa đi xâm chiếm như một hiểm họa cần báo động cho thế giới. Không một chủng tộc nào ở Á Châu có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với Hán tộc hơn Bách Việt, mà Việt Nam là một điển hình. Từ thời vua Hùng dựng nước Văn Lang, theo suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam, các triều đình Trung Hoa đều liên tục xua quân lấn chiếm và đô hộ nước ta. Nhưng họ đã thất bại nặng nề trước tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc Việt để bảo vệ lãnh thổ của mình. Từ ngọn roi thần Phù Đổng đến nhát gươm Mê Linh của Nhị Trưng khiến Thái thú Tô Định phải bỏ chạy về Tàu vào năm 40 sau Tây Lịch, rồi cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248, đời Đông Ngô, tiếp theo cuộc khởi nghĩa của ông Lý Bôn năm 554, cơn ác mộng triền miên của 10 thế kỷ Bắc thuộc mới được chấm dứt bằng chiến thắng của Ngô Quyền năm 938, khiến thái tử Hoàng Thao của vua Nam Hán phải bỏ mạng trên sông Bạch Đằng. Đến thời Lý Thánh Tông, hai bộ Thủy quân, Luật quân nhà Tống lại tràn qua biên giới nước Đại Việt. Tuy lúc đầu chiếm được Móng Cái và Cao Bằng, nhưng đành phải tháo chạy trước uy dũng của danh tướng Lý Thường Kiệt. Ông đã tuyên bố: Sông núi nước Nam, vua Nam ở, ranh đỉnh phẫn tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Có thể nói, đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đời nhà Trần, vua nguyên của Mông Cổ, sai thái tử Thoát Quang dẫn hai tướng Toa Đô và Ô Mã Nhi cùng đại quân sang xâm lược nước ta. Được dân chúng đồng thanh ủng hộ, vua sai các tướng Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Ích Kiêu, Giã Tượng, Phạm Ngũ Lão dẫn quân chống giặc. Để huấn luyện và khuyến khích ba quân, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn soạn quyển binh thư yếu lược và bài hịch tướng sĩ. Những chiến thắng dồn dập từ Hàm Tử đến Chương Dương, Toa Đô bị Hưng Đạo Vương chém rơi đầu tại trận Tây Kết. Thoát Hoan phải chui ống đồng trốn chạy về Tàu trong trận Vạn Kiếp. Năm 1406, Minh Thành Tổ cử hai tướng Trương Phụ và Mộc Thạch cầm quân sang đánh Đại Việt,
tại nước ta, sau khi bắt được gia đình Hồ Quý Ly đã lần lượt dẹp tan những nỗ lực chống đối ngoại xâm của con cháu nhà Hậu Trần. Họ bắt đầu thực hiện một chính sách đô hộ vô cùng tàn độc. Theo sử gia Trần Gia Phụng, chính sách đô hộ của nhà Minh có thể sơ lược qua 3 điểm chính. Một là sáp nhập Đại Việt vào Trung Hoa. Hai là thực hiện chính sách đồng hóa. Ba là khai thác triệt để tài nguyên nước Đại Việt. Từ khi quân Minh cai trị nước ta, dân chúng khổ sở trăm điều. Đất Lam Sơn có người nông dân tên Lê Lợi, chiêu tập hào kiệt nổi lên chống quân Minh suốt 10 năm. Năm Mậu Thân 1788, vua Lê Triều Thống vì tham quyền có vị đã chạy qua cầu viện nhà Mãn Thanh. Vua Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị kéo 200.000 quân đánh chiếm Thăng Long, rồi phong cho Lê Triều Thống làm An Nam Quốc Vương. Trong những ngày đầu năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung Nguyễn Huệ phá tan quân giặc ở đồn Hạ Hội và Ngọc Hội. Hứa Thế Hành tử trận, còn Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự sát. Tóm lại, trong các thời Bắc thuộc, thời kỳ thuộc Minh 1407-1427 là thời kỳ người Đại Việt bị khốn khổ nhất vì bị làm nô lệ, bị bóc lột và bị đồng hóa với người Hán từ nếp sống đến tư tưởng đạo đức. Giáo sư Trần Ngọc Ninh là cựu tổng trưởng văn hóa xã hội trước năm 1975, nguyên viện trưởng Viện Việt học California, Hoa Kỳ. Thì tôi có thể nói rằng các vị vua của Việt Nam ngày xưa đã có đầy đủ sự thông minh và sự khôn ngoan để mà hiểu rằng ở bên cạnh một dân bang cường thịnh như thế phải làm như thế nào để sống còn, và họ đã tìm ra được một cái công thức rất là sáng suốt để có thể xây được một sự thanh bình yên ổn ở trong nước, để giữ cái văn hóa, giữ cái ngôn ngữ của mình, và bề ngoài thì vút ve cái sự kiêu hãnh của Đại Cường Quốc, nhưng mà ở bên trong vẫn tiếp tục đi theo con đường của mình. Khi nhìn lại lịch sử, nhà văn Dương Thu Hương đã có một cái nhìn tóm lược sau đây. Lịch sử nước Việt là một cuộc nam tiến trường kỳ khốc liệt, đầy đau khổ, đầy máu và nước mắt. Vì nước ta là quá nhỏ so với phương Bắc. Vì nước ta là quá yếu so với phương Bắc. Luôn luôn chúng ta ở trong tình thế, một cái tâm thức tập thể là luôn luôn phải chống lại một kẻ thù lúc nào cũng có nguy cơ mà giơ hai bàn tay ra để bóp chặt lấy cổ chúng ta. Người Hán đã từng đồng hóa tất cả những cái dân tộc ở phía nam sông Dương Tử. Tổ tiên chúng ta đã bị xua đuổi từ phía nam sông Dương Tử để tràn xuống phía nam và lập thành nước Việt ngày nay. Luật sư Nguyễn Hữu Thống nêu rõ chính sách bành trướng truyền kiếp của Trung Hoa trong lịch sử. Thưa cái sách luật và xâm lăng của đế quốc nó gọi là Đại Hán đó, thì nó có từ lâu rồi. Từ Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Minh Thành Tổ, thì sau đến nhà Mông Cổ và nhà Thanh ấy, thì nó không theo cái chính sách đó nữa. Thì đến lúc đời thời Mao Trạch Đông lên ấy, thì 1955 thì ông tái phát động chính sách gọi là Đại Hán. Thì đưa hai quyển sách ra thì là tất cả những cái nước nào ngày xưa là phiên thuộc của Trung Quốc, trong đó có cả Việt Nam, cả Triều Tiên, cả Miến Điện nữa, thì sau này là khi mà đế quốc Tây Phương đã giải thể rồi đó thì phải giao hoàn cho Trung Quốc. Thì họ nói rằng thì là những cái quốc gia mà đã được nghĩa là văn minh rồi thì là phải trở lại cho văn minh, chứ không thể giao cho người Man Di như là đế quốc Tây Phương được. Một giáo sư người Mỹ, ông Stephen Young, đã từng làm việc tại Việt Nam trước năm 1975, đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đã nhận xét về Bắc Triều. Có lẽ sự suy nghĩ của tôi không có gì lạ đối với người Việt Nam, tại vì người Việt Nam theo tôi được biết qua nhiều thế hệ, lúc nào cũng lo ngại về Trung Quốc. Hơn 1.000 năm Bắc Triều chính thức cai trị Việt Nam. Sau Ngô Quyền cho đến bây giờ, người Việt Nam giữ độc lập nhưng mà họ vẫn lo ngại sự bành trướng của người Trung Quốc. Thành ra thỉnh thoảng
Tôi đưa ra một số bằng chứng là chính phủ Cộng sản ở Bắc Kinh bây giờ đã nuôi dưỡng Đảng Cộng sản Việt Nam một cách rất là hữu hiệu. Và vì đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam không còn sợ người dân. Cố xử đã sang trang, nhưng mưu đồ bành trướng của phương Bắc lại tái diễn dưới màu cờ đỏ của Cộng sản quốc tế. Lấy danh nghĩa chống thực dân giành độc lập cho Việt Nam, ông Hồ Chí Minh trong vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở cuộc chiến tranh Việt Nam, từng bước dẫn dắt đất nước vào hệ thống Cộng sản quốc tế do Liên Xô lãnh đạo. Từ đó, Cộng sản Việt Nam mở cuộc tấn công miền Nam theo chỉ thị của Cộng sản quốc tế. Từ đường lối đến nhu cầu chiến trường, Cộng sản Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Cộng sản quốc tế, gần nhất là Trung Quốc. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở một cuộc chiến tranh gây thiệt hại hơn 3 triệu sinh mạng cho hai miền Nam Bắc, nhưng đã không mang lại nền độc lập như họ đã tuyên truyền. Những nhà phân tích sau đây cho thấy Cộng sản Việt Nam đã tiêu hao quá nhiều xương máu của dân tộc chỉ để phục vụ cho hệ thống Cộng sản quốc tế mà thôi. Rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra những nguyên nhân thúc đẩy Trung Quốc vận dụng mọi phương tiện để thực hiện giấc mộng bành trướng. Sau đây là những phân tích của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Tôi lấy ví dụ như là năm 1950 thì Hồ Chí Minh xin với lại Mao Trạch Đông rằng hỗ trợ cho Hồ Chí Minh phương tiện để mà đánh lại quân Pháp để đòi độc lập cho dân tộc Việt Nam. Thì Mao Trạch Đông đồng ý và cung cấp tất cả những cố vấn và phương tiện, thì cử Lã Quý Ba sang, cử Trần Canh sang, nhất là Trần Canh để mà điều khiển các trận chiến tranh ở biên giới. Thì vào thời gian đó thì Hồ Chí Minh xin với Mao Trạch Đông rằng đưa những các sĩ quan quân đội của Trung Hoa sang để chỉ huy các đại đoàn, mà từ trung đoàn trở lên đến sư đoàn. Thì Mao Trạch Đông bảo rằng vấn đề này Tế Nhị không cho, không làm, và chỉ đưa cố vấn, và cái đoàn cố vấn đó 72 người đầu tiên sang để mà giúp cho Hồ Chí Minh đánh những trận Cao Bằng đầu tiên, rồi thì dần dần chiếm được cả cái vùng Bắc Việt, rồi thì dẫn đến cái trận Điện Biên Phủ. Cái hành vi đó là những hành vi mà Trung Cộng tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam đi tới việc kiểm soát, với lại chương trình của Lã Quý Ba để chỉnh huấn, rèn quân cũng như là kiểm soát quân đội, kiểm soát dân chúng, cải cách ruộng đất, là Trung Cộng điều khiển hết tất cả những công việc đó. Thì như thế để làm gì? Để đặt Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Thì rồi về sau này Nông Đức Mạnh, rồi thì trước đó Lê Khả Phiêu, và đặc biệt là hai cái người mà tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Hoa nhiều nhất để mà gây ảnh hưởng lớn bây giờ, thân tín Việt Nam bây giờ, là Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Trong buổi hội thảo tổng kết chiến tranh Việt Nam do Viện Quân sự Việt Nam tổ chức tại Sài Gòn ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2006, hai thành viên Trần Tiến Hoạt và Lê Quang Lãng cho biết tổng số chi viện của Cộng sản Trung Hoa cho Việt Nam để đánh miền Nam từ năm 1955 đến 1975 là 1.594.000 tấn vũ khí và quân trang dụng. Trung Quốc đã khôn khéo buộc Cộng sản Việt Nam tự ý dâng đất, hiến biển, nhường tài nguyên khoáng sản và lâm sản, một trong những hành động nguy hại cho đến các thế hệ con cháu sau này, là ông Hồ Chí Minh đã cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm xác nhận chủ quyền của Trung Quốc về hải phận theo bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 1958 của Cộng sản Trung Quốc. Nhà báo Bùi Tấn, nguyên là phó tổng biên tập báo Nhân dân, đã nhận định: đáng lẽ phải rút ra bài học đúng là sụp đổ Liên Xô chính là vì chế độ đó là một chế độ độc đoán, phải mở rộng dân chủ. Nhưng mà họ lại rút cái kết luận đó là gì? Là do cái chế độ đã mềm yếu trước áp lực của phương Tây, để cho đế quốc xâm nhập diễn biến hòa bình, cho nên mất cái quyền độc lập, tự chủ và sụp đổ của chế độ. Thì từ cái kết luận sai đó, họ đi đến là bây giờ muốn giữ vững cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì phải câu kết tất cả các đảng cộng sản còn lại. Và do đó họ suy tôn Trung Quốc lên làm anh cả, làm trung tâm của phong trào cộng sản, là chỗ dựa cho tất cả những cái đảng cộng sản còn lại. Chính do cái kết luận sai lầm như thế
và họ có cái thái độ quỵ lụy đối với Trung Quốc, dựa vào Trung Quốc mà tồn tại, dựa vào cả chính trị, cả kinh tế, tài chính, văn hóa các bạn. Thế thì cái đó nó trúng vào cái tâm lý bành trướng của Trung Quốc, cho nên Trung Quốc nắm ngay lấy cái thái độ ươn hẹp, cái thái độ ích kỷ, cái thái độ vụ lợi đó mà ép tới từ những cái hiệp định bất bình đẳng năm 1999 ở đất liền, từ năm 2000 ở ngoài biển, ở vịnh Bắc Bộ, để nó lấn đến không biết bao nhiêu là đất. Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt ngày 30 tháng 4 1975, nhưng số phận Việt Nam đã được thỏa thuận giữa các cường quốc sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Hoa Chu Ân Lai tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 2 1972, dẫn đến Hiệp định Paris được ký gần một năm sau đó. Sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam năm 1975, Lê Duẩn sang thăm Bắc Kinh và thẳng thừng từ chối tham gia vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc giảm dần viện trợ cho Việt Nam. Đến năm 1978 thì cắt toàn bộ viện trợ và rút hết các chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về nước. Tháng 11 năm 1978, Việt Nam ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên Xô. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc ngừng tuyến đường xe lửa liên vận tới Việt Nam. Ngày 23 tháng 12 1978, quân đội Việt Nam đánh sang Campuchia lật đổ chính quyền Khmer Đỏ đang được Trung Quốc hậu thuẫn. Đây chính là lúc Trung Quốc có lý do để phát động cuộc chiến chống Việt Nam, như Đặng Tiểu Bình tuyên bố, Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học. Chiến tranh biên giới Việt-Trung đã thật sự bùng nổ đúng 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 1979 và sau 17 ngày giao tranh trên các mặt trận Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Trung Quốc chính thức tuyên bố rút quân ngày 5 tháng 3 1979. Theo tạp chí Time, Việt Nam có khoảng dưới 10.000 người thiệt mạng, phía Trung Quốc là trên 20.000 người. Tháng 10 năm 1979, trong một cuốn sách có tựa đề Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua của nhà xuất bản Sự thật tại Việt Nam đã lên án những áp lực của Trung Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Kéo dài cuộc chiến tranh Việt Nam, đàm phán với Mỹ trên lưng nhân dân Việt Nam, cản trở việc đánh chiếm miền Nam. Một bí mật lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giấu nhẹm là cuộc chiến tranh biên giới lần thứ hai, kéo dài từ năm 1984 đến 1989. Với chủ trương tiếp tục dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học, Trung Quốc liên tục mở nhiều đợt tấn công núi Lão Sơn thuộc tỉnh Hà Tuyên. Kết quả, núi Lão Sơn bị chiếm đóng, Cộng sản Việt Nam im lặng rồi âm thầm ký hiệp định biên giới nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc trên ngọn núi này. Yếu kém về kinh tế lại bị Hoa Kỳ cấm vận, tự cô lập trên trường quốc tế nên Việt Nam phải phụ thuộc vào viện trợ của Liên Xô. Sau khi Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu tan rã, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, quan hệ giữa hai nước Việt-Trung mới được bình thường hóa chính thức vào năm 1992. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam quay lại thần phục Bắc Kinh, mở đường cho họ dễ dàng thực hiện mộng xâm lăng Việt Nam. Rất nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra những nguyên nhân thúc đẩy Trung Quốc vận dụng mọi phương tiện để thực hiện giấc mộng bành trướng. Sau đây là những phân tích của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Trung Cộng ngày nay đã phát triển một cái kỹ thuật sinh hóa, sử dụng trong chiến tranh sinh hóa, đó là một loại nguyên tử sạch ở mức độ cao rồi. Và với cái nguyên tử sạch đó thì khi cần đánh thì chỉ cần một cú đánh thì tự khắc là chết cả hàng triệu người của đối phương. Và nếu mà bị phản ứng lại và nếu đối phương sử dụng nguyên tử thì Trung Cộng có thể mất một nửa dân số, thì Trung Cộng vẫn còn nửa dân số nữa. Cái kỹ thuật sinh hóa đó đã được phát triển cao độ, mà do Đặng Tiểu Bình đã khuyến cáo là sử dụng tất cả các phương tiện tập trung vào nghiên cứu. Thế một mặt khác nữa
thì nhờ cái thặng dư mậu dịch mà Hoa Kỳ từ trước bây giờ đã cung ứng cho Trung Cộng mỗi một năm vào khoảng độ hơn 200 tỷ Mỹ Kim thặng dư mậu dịch, thì Trung Cộng có nhiều tiền bạc và giải ra ở tất cả các quốc gia như Phi Châu. Tôi lấy thí dụ như Congo, chỉ cần có ngân sách của Congo chỉ có 4 tỷ mà thôi, thì Trung Cộng tung vào trong đó tới 12 tỷ. Với 12 tỷ đó thì Trung Cộng mua những lãnh đạo của các quốc gia ấy để mà có thể khai thác các mỏ đồng, mỏ chì. Cái hình ảnh mà Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận cái dự án bô-xít ở Tây Nguyên và cho 20.000 công nhân Trung Cộng thì cũng hình thức như vậy. Khi mà Trung Cộng muốn tấn công Hoa Kỳ chẳng hạn thì tất cả các nơi trên thế giới là sẽ nổi lên, và đấy nó là một cái loại chiến tranh nhân dân như là Trì Hạo Điền cũng như là Mao Trạch Đông muốn trước đây. Nhà văn Vũ Thư Hiên là con của ông Vũ Đình Quỳnh, thư ký riêng của ông Hồ Chí Minh, là nhân chứng của nhiều sự kiện lịch sử, đặc biệt quan hệ Việt Nam với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng hiện nay thế giới nó đang ở trong một cái biến chuyển đã giúp cho Trung Quốc nó thoát khỏi cái bóng ma Mao Trạch Đông rất nặng nề. Theo một đại tá Trung Quốc nói thì tức là cái số người mà chết đói đó là 37,5 triệu người Trung Quốc bị chết đói trong thời kỳ Mao Trạch Đông. Thế nhưng mà cái lớp mới lên này đáng nhẽ ra thoát khỏi cái bóng ma Mao Trạch Đông, họ khá hơn để mà nhìn thấy rằng phải lựa chọn một cái chế độ quản trị xã hội khác, thì họ lại chọn cái con đường tiếp tục giữ cái quyền cai trị Trung Quốc trong tay Đảng Cộng sản. Và để giữ được thì họ thổi lên tinh thần dân tộc chủ nghĩa, và cái này là rất nguy hiểm. Thì bây giờ nó đã thực hiện cái việc là xâm chiếm một cách ngọt ngào, nhưng mà có những cái nó không thể không trắng trợn. Thí dụ nó thiếu nhiên liệu, cho nên nó trắng trợn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, nguyên là chủ tịch Tổng đoàn Sinh viên của Phong trào Quốc gia Cấp Tiến trước năm 1975. Ông đã tham gia mạng lưới nhân quyền Việt Nam từ năm 2005 đến 2007. Trung Quốc hiện giờ chúng ta có thể nhìn cái hình ảnh của Trung Quốc giống như là một anh thương gia mặc áo vest, thắt cravat, cầm một cái cặp tiền rất là to, nhưng mà trên vai có mang khẩu súng. Họ dùng chính sách vừa mềm với vừa cứng để mà tìm cách mà tiến lên để mà trở thành một cái vị trí siêu cường lãnh đạo thế giới. Và đồng thời cái nhu cầu trước mặt, họ vẫn nói rằng họ là quốc gia đang phát triển thì họ cần nguyên liệu, nhiên liệu. Thành ra họ đi Phi Châu và Nam Mỹ để họ khai thác tài nguyên, và họ giải quyết cái vấn đề nhân mãn bằng cách họ di dân đi qua Phi Châu cũng như là những cái quốc gia khác, như chúng ta thấy ở Việt Nam trong cái dưới những cái hình thức khai thác bô xít hay là những cái hình thức mà làm những cái hợp đồng kinh tế chẳng hạn. Như ở Phi Châu thì họ liên kết với những cái chính quyền độc tài để mà tìm cách khai thác dầu khí với giá rẻ. Họ liên kết với Ba Tây là một quốc gia mà có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên và dầu khí. Ngay cả trên vấn đề quân sự, họ mượn cái hàng không mẫu hạm của Ba Tây để mà huấn luyện cho phi công của họ bay đáp, để chuẩn bị cho những cái hàng không của mẫu hạm của họ sắp ra đời trong những năm sắp tới. Trong cái hội nghị an ninh khu vực Asian vừa qua tại Hà Nội thì chúng ta thấy từ tháng 3 năm 2010 là Trung Quốc đã tuyên bố rằng Biển Đông là cái quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, tương đương với Tây Tạng, Tân Cương và Đài Loan. Ông Wei Jingfeng là nhà tranh đấu nổi tiếng đối với phương Tây. Ông bị chính quyền Trung Quốc kết án 15 năm tù và bị trục xuất qua Hoa Kỳ năm 1997. Ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng về dân chủ và nhân quyền. Về mặt chủ quyền trên các quần đảo trong Biển Đông thì nhiều quốc gia có những bằng chứng lịch sử để đòi chủ quyền về cho mình. Tình trạng này làm cho vấn đề rất rắc rối. Về cách giải quyết thì ta chỉ có một là thương thuyết giữa hai quốc gia, hai là đánh nhau. Không có nước nào thích đi đến chiến tranh cả. Nhưng nếu những tranh chấp đó không được giải quyết ổn thỏa thì lại dễ xảy ra chiến tranh.
về khả năng chiến tranh xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cả hai quốc gia phải giải quyết được những vấn đề nội bộ của họ thì mới tránh được chiến tranh, còn không thì chiến tranh là chuyện có thể xảy ra. Ông Russell Shaw, chuyên nghiên cứu về dân chủ Á Châu, trước đây đã từng làm việc tại Taiwan Foundation for Democracy. Hiện ông là chủ biên cho mạng lưới The Jamestown Foundation. Sau đây là tóm lược cuộc phỏng vấn về những nhận định của ông. Trung Quốc là một nước lớn đông dân nhất thế giới nên lâu nay vẫn tự xem mình là một siêu cường về kinh tế và quốc phòng. Từ thế thượng phong đó, Bắc Kinh luôn nuôi mộng làm bá chủ trong khu vực châu Á, xem các quốc gia láng giềng như là chư hầu. Chính sách bành trướng đó được thể hiện qua việc kiểm soát toàn bộ khu vực Biển Đông mà họ tự cho là lãnh hải hoàn toàn thuộc về Hoa Lục. Dưới cái nhìn của Bắc Kinh, Việt Nam luôn là sân sau của họ, từng thông tính các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nay lại có những hành động khiêu khích bắt bớ ngư dân Việt Nam đến cả ngoài khơi. Và khác, Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách chạy đua quốc phòng, canh tân quân đội, mua sắm thêm võ khí hiện đại. Phải nói rõ là ban giao giữa Hà Nội và Bắc Kinh là quan hệ thầy trò, khó nói chuyện giao hảo, tương kính, tôn trọng lẫn nhau, mà phải nói là Việt Nam có thể bị Trung Quốc nuốt trọn bất cứ lúc nào, như họ thường đe dọa sẽ thống nhất lãnh thổ với Đài Loan bằng giải pháp quân sự. Ông David Satter là nhà nghiên cứu đặc biệt về nước Nga và Liên Xô, là tác giả cuốn sách Age of the Delirium, The Decline and the Fall of the Soviet Union. It would be to Vietnam's advantage to ally itself. Việc liên minh với Hoa Kỳ để cân đối với Trung Quốc là việc có lợi cho Việt Nam. Vì cả hai nước là cộng sản nên dễ hiểu là tại sao dễ bị thu hút về phía Trung Quốc. Nhưng mọi sự đổi thay sẽ bắt buộc đưa Việt Nam rời xa Trung Quốc. Giải pháp cho Biển Đông bắt buộc phải qua thương lượng. Trung Quốc không thể cứ làm theo ý muốn của mình mà không đếm xỉa gì đến quan điểm của các nước khác trong vùng. Trung Quốc có thể dựa vào sức mạnh lớn hơn của mình, nhưng cái giá phải trả là mất sự ủng hộ của các quốc gia khác và của thế giới. Việc dựa vào luật biển năm 1982 là con đường duy nhất để giải quyết một cuộc tranh chấp như thế này. Chúng ta không có cơ chế nào khác hơn để thủ lý chuyện đó. Ông Trần Quang Cơ là Thứ trưởng Ngoại giao từ năm 1954 đến 1997. Trong cuốn hồi ký đã được xuất bản, vào phần cuối ông đã viết: Trung Quốc đặt mục tiêu lấn chiếm toàn bộ Biển Đông ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc quan trọng vị trí chiến lược của Biển Đông để khống chế được cả Đông Nam Á và cả con đường giao lưu huyết mạch từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, và cũng là khu vực giàu tài nguyên nhất là dầu khí. Trung Quốc luôn tập trung mũi nhọn gây sức ép và lấn dần Việt Nam trên mọi vấn đề. Mặc dù ta đã dùng đủ phương sách để tỏ rõ thái độ cầu hòa và hữu hảo với họ, tác giả cuốn hồi ký đã kết luận: trước mắt cũng như trong tương lai, Trung Quốc là nguồn xuất xứ chính của những thách thức đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và phát triển của Việt Nam. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dĩnh với 13 năm làm đại sứ tại Trung Quốc là người có thẩm quyền hơn ai hết trong việc đo lường bụng dạ nông sâu của người láng giềng phương Bắc. Trong một bài viết công phu với tựa đề Cảnh giác với thủ đoạn bành trướng mềm của Trung Quốc, ông cho thấy bản chất bất biến mang tính đại hán của những người cầm quyền Trung Quốc. Ông phân tích các thủ đoạn như sau. Thủ đoạn bành trướng cứng, năm 1974, họ dùng lực lượng mạnh đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1979, họ đem nửa triệu quân xâm lược các tỉnh biên giới Việt Nam. Năm 1988, họ chiếm một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Về thủ đoạn bành trướng mềm, họ tung tiền ra mua hoặc thuê dài hạn đất đai, hầm mỏ, núi rừng của các nước nghèo ở châu Phi, châu Á. Họ đưa người của họ đến khai thác, trồng trọt, khai phá, làm nhà, đem vợ con đến hoặc lấy vợ người bản địa. Họ viện trợ không hoàn lại cho nước nghèo để được hàm ơn, từ đó dễ xâm nhập và chi phối. Ở Việt Nam, họ đã vào được Tây Nguyên, vị trí chiến lược xung yếu số 1 của nước ta để khai thác bauxit. Gần đây, họ lại cùng Hồng Kông, Đài Loan mua hoặc thuê dài hạn 50 năm 264.000 hectare rừng,
trong đó có cả một phần rừng đầu nguồn của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Dương. Từ năm 1974 đến năm 2010 đã có 4 đợt đàm phán lớn và nhiều hiệp định về biên giới Việt-Trung. Nhưng cho đến nay Việt Nam đã mất lãnh thổ như thế nào? Nhà nghiên cứu về biên giới Việt-Trung, ông Trương Nhân Tuấn cung cấp những tài liệu liên quan như sau. Khi mà Pháp sang chiếm nước ta và đặt cái nền đô hộ lên nước ta thì cái đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc mới được xác định một cách rõ rệt theo tiêu chuẩn quốc tế bằng một cái kết ước mà người ta có thể gọi đó là cái công ước Pháp Thanh ký vào năm 1887. Mà theo tiêu chuẩn quốc tế đó, đáng lẽ nó vẫn còn giá trị pháp lý cho đến ngày hôm nay nếu không có một cái hiệp ước mới nào khác ký kết thay thế nó. Nếu mà chúng ta dựa lên cái tài liệu phân giới năm 1887 thì cái đường biên giới qua Nam Quan là phải cách cổng Nam Quan là 100 thước về phía nam. Nhưng mà trên thực tế đó, cái đường biên giới đó hiện nay là cách cổng có thể lên tới là 500 mét. Đường biên giới Việt Nam với lại Trung Quốc có chiều dài khoảng 1.350 km. Mọi nơi đều có tranh chấp. Những cái vụ mà mất đất đó, tôi nghĩ là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm. Tại vì những cái vụ mất đó xảy ra vào cái thời kỳ của ông Hồ Chí Minh cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Kết quả mối tình hữu nghị Việt Trung với 16 chữ vàng, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, ngày nay đã phơi bày lộ liễu một âm mưu thâm độc của Trung Quốc. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về lãnh thổ Việt Nam từ ngàn xưa, với những chứng liệu và di tích mang tính lịch sử. Biển Đông là nó có cái đạo luật của nó. 1982 thì Trung Quốc lúc đó là hội viên của Liên Hợp Quốc và là một trong ngũ cường đã ký hiệp ước đó năm 82. Theo cái quy chế của cái luật biển đó thì mỗi quốc gia duyên hải chỉ được có 200 hải lý thôi, tức là chừng độ 350 cây số, nó gọi là nó để đánh cá, gọi là vùng đặc quyền kinh tế, và để mà khai thác dầu khí gọi là thêm lục địa. Thế thì từ Hoàng Sa mà về đến Quảng Ngãi thì chỉ có 160 hải lý thôi, và từ Hoàng Sa mà về đến Quảng Đông thì đến 270 hải lý. Vì vậy cho nên tất cả Hoàng Sa là của Việt Nam. Theo luật biển thì nếu mà về phương diện địa hình và địa chất, nó là cái sự kéo dài của thềm lục địa Việt Nam, thì Việt Nam có thể mở rộng từ 200 hải lý cho đến 350 hải lý, tức là 750 cây số. Vì vậy cho nên nếu đưa ra quốc tế đó thì tất cả Hoàng Sa với Trường Sa là hoàn toàn của Việt Nam. Chính Trung Hoa Dân Quốc do Tổng Thư ký Tưởng Nhớ Thạch đã đại diện là hồi 1943 đi họp Cairo, Ai Cập cũng chỉ đòi có là Đài Loan, Bạch Hồ thôi, chứ không đòi Hoàng Sa, Trường Sa. Thế đi chúng ta họp hội nghị 1951 San Francisco đó để ký hòa ước với Nhật Bản đó, thì Ngoại trưởng Rumiko mới đề nghị rằng là xin giả cho Trung Quốc cả Hoàng Sa, Trường Sa nữa. Bỏ phiếu kín thì 46 phiếu chống. Căn cứ ngay vào lịch sử của Trung Quốc, về cả về chính sử, cả về ngoại sử, cả về văn học sử, chừng độ 50 cuốn sách, không có một chữ nào nói rằng là Trung Quốc có chủ quyền tại Tây Sa, Nam Sa. 54 Hội nghị Geneva có cái điều 4 đó, nói rằng thì là cái phân chia lãnh thổ Định Vị thứ 17 đó không phải chỉ bên lục địa mà cả ngoài hải phận nữa, thì phải kéo dài ra hải phận. Tất cả những hải đảo nào từ vĩ tuyến 17 giờ xuống thì trong đó có Hoàng Sa, từ 17 đến 15, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đó là của miền Nam. Và Trường Sa thế này đó, là từ Cam Ranh đến Cà Mau đó là ở dưới vĩ tuyến 17 phía Nam đó là của Việt Nam Cộng Hòa. Về phương diện pháp lý, không bao giờ Trung Quốc dám đặt vấn đề và dám hội nghị cả. Không bao giờ Trung Quốc dám đưa ra toàn quốc tế. Nhắc lại biến cố 1974 và 2008 về Hoàng Sa và Trường Sa, để thấy mưu đồ xâm chiếm của Trung Quốc được chuẩn bị từ lâu, và cũng để thấy gương hy sinh của những chiến sĩ hai miền Nam Bắc đã chiến đấu cho đến cùng để bảo vệ lãnh thổ của quốc gia Việt Nam. Cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Toại là sĩ quan trực tiếp chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa. Khi hồi tưởng biến cố đau thương của lịch sử, vị sĩ quan này cảm thấy tự hào về những chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trận chiến Hoàng Sa xảy ra vào ngày 19 tháng Giêng 1974.
74. Trước đó tình hình có vẻ hơi xáo trộn là vì Trung Cộng đương nhiên tuyên bố đảo Hoàng Sa là thuộc của Trung Cộng, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam thì đã phản kháng ngay tức khắc, nói rằng các đảo này thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến khi vào ngày 16, khi chiến hạm Lý Thường Kiệt tôi gửi ra Hoàng Sa trong một công tác thường lệ để thay quân, thì là báo cáo về cho tôi có những hoạt động bất thường trên đảo, cũng như là những tàu đánh cá có vẻ đông hơn thường lệ của một quốc gia lạ mà họ lúc đầu chưa báo cáo là Trung Cộng. Ông cho biết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ thị cho ông phải thi hành các biện pháp bảo vệ chủ quyền các hải đảo. Lập tức, Hoàng Sa được tăng cường thêm khu trục hạm Trần Khánh Dư, tuần duyên hạm Trần Bình Trọng, tuần duyên hạm Lý Thường Kiệt, hậu tống hạm Nhật Tảo, đặt dưới quyền chỉ huy của Hải quân Đại tá Hà Văn Ngạc. Ông nói, dù phía Việt Nam Cộng Hòa có giữ ôn hòa, yêu cầu họ rời khỏi hải phận, nhưng lính Trung Quốc vẫn ngoan cố khiêu khích. Sau khi dùng ống loa để mời họ ra nữa cũng vẫn không được, thì bắt buộc lúc 10 giờ sáng tôi ra lệnh cho Đại tá Ngạc là tất cả chiến hạm đồng loạt khai hỏa vào tàu Trung Cộng. Chính cá nhân tôi cũng ngạc nhiên là khi tôi ra lệnh là tất cả các quân nhân trên các chiến hạm đều chiến đấu một cách rất là anh dũng, chứ không có một cái vẻ gì sợ sệt hay là bất ngờ, làm như là họ đã trong cái lệnh khai hỏa. Tôi là Hải quân Đại úy Trần Thiên Diệp, trưởng phòng 2 của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Trong thời gian trước khi trận hải chiến xảy ra thì tôi nhận lệnh đi công tác ở quần đảo Hoàng Sa để thiết lập một phi trường dành cho vận tải cơ hạng nhẹ C-7. Thì trên đường mà chiến hạm tuần duyên hạm Lý Thường Kiệt chở chúng tôi ra ngoài đảo Hoàng Sa đó, thì phát hiện trên màn ảnh radar đó là hai đối vật, thì báo cáo về vùng và vùng ra lệnh là khi đưa chúng tôi lên để làm công tác trên đảo thì đến thẳng để mục tiêu. Thì HQ-16 đến thẳng mục tiêu đó phát hiện ra là hai ngư thuyền võ trang của Trung Cộng. Rồi chúng tôi dùng những cái phương tiện mà ngoại giao nhẹ nhàng là dùng yêu cầu họ rời ra khỏi lãnh hải của Việt Nam, nhưng những ngư thuyền Trung Cộng đó không thi hành cái điều đó, họ ngoan cố ngang ngược. Thì mọi diễn tiến đó đều báo cáo về vùng, và vùng tăng phái thêm những cái chiến hạm khác, ví dụ như là khu trục hạm HQ-4, rồi sau đó nữa là soái hạm HQ-5 và hậu tống hạm Nhật Tảo HQ-10. Có một cái sự giằng co để mà đuổi qua đuổi lại đó, thì là Trung Cộng từ ở trên nhóm Bắc đảo của Hoàng Sa và trên đảo Hải Nam họ gửi những tăng viện của chiến hạm xuống, như là hai chiếc Kronstadt và hai chiếc trục lô hạm. Đến rồi thì sau đó là trận hải chiến nó xảy ra. Thì theo tôi nghĩ đây là không phải một sự tình cờ mà là một cái ý đồ của Trung Cộng rõ ràng. Thì tôi muốn nói với tất cả những người tuổi trẻ, dù cùng hay là không cùng chánh kiến, dù trong hay ngoài nước, thì cái chuyện mà kêu mà đuổi Trung Cộng, đánh đuổi Trung Cộng để giữ lại cái phần lãnh thổ hay lãnh hải của Việt Nam là bổn phận của mọi người hết. Nhân chứng Vương Văn Hà là xạ thủ Đại Bác 76 ly của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thuật lại vài chi tiết về trận hải chiến. Khi được lệnh của Hạm trưởng Thiếu tá Nguyễn Văn Hà ra lệnh tấn công và biết nạn, giọng pháo chúng tôi trực tiếp vào chiến hạm địch ngay bên phía trái, và chiến hạm địch đã bốc cháy. Tất cả vũ lực HQ-10 đã nhả đạn vào trong thời điểm đó, gây lên rất nhiều tổn thất. Một chiếc tàu khác của Trung Quốc đã lợi dụng tình thế đó bắn một dàn hỏa tiễn vào đài chỉ huy và máy của HQ-10. Tàu chúng tôi đã bị lao đảo và bị trúng đạn trên đài chỉ huy. Hạm trưởng Thiếu tá Nguyễn Văn Hà tử thương
Và trong lúc đó thì khẩu đạn pháo 76 ly 2 của H-10 chúng tôi, tất cả anh em đã bị trúng đạn địch và tử thương nằm rải rác, trong đó có Trung úy trưởng khẩu Nguyễn Văn Đâm đã chết tại chỗ. Ông cho biết, trước áp lực áp đảo của Hải quân Trung Quốc, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lần lượt hy sinh, số còn lại sống sót nhờ bám vào bè lênh đênh trên biển 4 ngày đêm. Dù lực lượng quân địch lớn lao hơn với bên quân chúng ta, nhưng tinh thần chiến đấu của chúng tôi vẫn rất là hăng hái và không có thể chấp nhận một phương pháp là phải lấy lại đảo, lấy lại đất đai. Cựu Hải quân Trung úy Bùi Văn Dần là sĩ quan cơ khí, cho biết cảm xúc đau buồn khi thấy lãnh thổ của Tổ quốc bị mất vào tay kẻ thù. Cái nhiệm vụ của một người lính để bảo vệ lãnh thổ là tuân lệnh cấp trên để thi hành. Nên khi mà trận chiến xảy ra, tôi không có những cái gì thắc mắc là tại sao mình phải đánh hay là tại sao. Mình chỉ thi hành nhiệm vụ thôi. Nhưng mà sau khi cái trận đánh thì mình mới thấy là cái phần lãnh thổ của đất nước đã bị mất là một cái sự đau buồn. Mà tới ngày hôm nay mới thấy là cái lịch sử là giữ nước và giữ nước của cha ông chúng ta là thà triều cống khi ta yếu nhưng mà không bao giờ nhường đất cho địch. Tôi muốn nhắn gửi với tất cả những người Việt Nam. Nếu người lấy một tấc đất của Thái Tổ là mồi cho giặc, thì tội phải tru gì? Và cái nhiệm vụ của chúng ta là những phần đất đã mất phải được lấy lại. Dù thời gian nó là bao lâu, bao nhiêu thế hệ, những thế hệ sau phải ghi nhớ những lời mà các bậc tiền nhân đã để lại. Cựu đại tá quân đội nhân dân Bùi Tín tiết lộ quan điểm sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ. Chúng tôi cũng biết ngay là hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đã có kháng cự lại, nhưng mà cái hải quân của Trung Quốc nó đông, nó lớn, đến cuối cùng nó chiếm được. Thế thì cũng có những cái thắc mắc, lo nghĩ. Nhưng mà chính Lê Đức Thọ là giải thích với một cái hội nghị của cán bộ cao cấp của quân đội rằng là các đồng chí đừng lo, không mất đi đâu cả. Chúng ta với Trung Quốc là anh em. Bọn ở Sài Gòn đó, bọn Nguyễn Văn Thiệu là kẻ thù của dân tộc và kẻ thù của chúng ta. Cho nên là Hoàng Sa nằm ở trong tay các đồng chí chúng ta là tin cậy hơn nhiều là còn nằm trong tay ở trong kẻ thù. Đấy, tôi nghĩ là họ đã mất cái lập trường dân tộc đến cái độ như thế. Và đến bây giờ thì ngay ở miền Bắc nhiều đảng viên đã thức tỉnh. Như là cụ Huy Hà Vũ đó, là bây giờ cũng đòi là gì? Đòi bây giờ phải có những cái mặc niệm, kỷ niệm và thậm chí dựng bia để mà nhớ lại những liệt sĩ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những cái anh hùng dân tộc, họ là những liệt sĩ mà chúng ta phải tôn trọng. Ông Carlyle Thayer là giám đốc diễn đàn nghiên cứu Đại học New South Wales, Australia. Ông là nhà phân tích sâu sắc về tình hình Á Châu, đặc biệt vấn đề Biển Đông. Sau đây là trích đoạn từ cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu nổi tiếng này do cô Nhã Trân thuộc tổ chức Nguyễn Thái Học Foundation thực hiện. Khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối. Tuy nhiên, không thay đổi được tình thế là mấy. Hoa Kỳ khi ấy đã rút quân khỏi Việt Nam và không có ý hỗ trợ một cuộc chiến chống lực lượng quân đội Trung Hoa. Ngược lại với miền Nam, miền Bắc Cộng sản, khi đó không phản đối hành động của Trung Hoa. Bộ Ngoại giao miền Bắc sau này viện lẽ rằng kẻ thù chính của họ là chủ nghĩa đế quốc của Mỹ, nói một cách khác là chính quyền Hà Nội đã không hề phản đối. Hiện tình hôm nay cho thấy Trung Quốc gia tăng các hoạt động mang tính chất thôn tính lộ liễu, tự ý vẽ bản đồ lưỡi bò làm chủ quyền tại Biển Đông. Mặc dù hai bên đã thỏa thuận,
duy trì hòa bình và ổn định trên biển, nhưng họ lại dùng lực lượng hải quân tổ chức tuần tra ngay trên hải phận của Việt Nam và đơn phương ra lệnh cấm ngư phủ Việt Nam đánh cá ngay trên hải phận của Việt Nam. Các ngư dân được hỏi đã kể lại rằng trong 2 tháng qua, họ đã thấy số lượng tàu tuần tra trang bị vũ khí của Trung Quốc đông đảo hẳn lên trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Trung Quốc còn gây áp lực các công ty quốc tế đang khai thác dầu khí tại hải phận Việt Nam. Năm 2007, tập đoàn Anh BP phải bỏ kế hoạch thăm dò cho khu vực lô 5/2 nằm gần giữa quần đảo Trường Sa và một khu mỏ khí đốt đang hoạt động của họ trong vùng biển Việt Nam. BP không phải là tập đoàn duy nhất bị Bắc Kinh đe dọa. Tháng 7 năm 2008, Trung Quốc cũng phản đối một kế hoạch của tập đoàn dầu hỏa Mỹ lớn nhất thế giới ExxonMobil muốn hợp tác với Việt Nam thăm dò dầu khí tại một khu vực trong Biển Đông. Bắc Kinh viện lẽ vùng đó thuộc chủ quyền Trung Quốc. Ngày 6 tháng 5, 2010, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao. Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Lời tuyên bố này vẫn không làm cho Trung Quốc ngưng những hành động xâm lấn. Trước các hành vi bắt bí kể trên, chính quyền Hoa Kỳ bắt đầu có phản ứng. Trong năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Robert Gates nhắc các hành vi hù dọa của Trung Quốc tại Singapore vào đầu tháng 6. Gần đây nhất là bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhân chuyến ghé Hà Nội vào hạ tuần tháng 7 vừa qua để tham dự các hội nghị của khối ASEAN, trong đó có diễn đàn an ninh khu vực ASEAN. Hai Bộ trưởng Hoa Kỳ tuyên bố công khai rằng Trung Quốc không chỉ giới hạn quyền tự do kinh doanh của các công ty Hoa Kỳ mà còn hạn chế quyền tự do phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực. Trên bình diện chính trị, 16 chữ vàng và 4 tốt chỉ là những danh từ hoa mỹ để che giấu giấc vọng đại hán của Bắc Kinh. Cho đó, Trung Quốc luôn luôn can thiệp vào chính sự Việt Nam, dựng lên một chế độ bù nhìn và tiếp sức nuôi dưỡng cho chế độ đó ổn định để mãi mãi thần phục phương Bắc. Ký giả Đại Dương nói về hình thức trồng người của Trung Quốc tại Việt Nam nhằm đào tạo những cán bộ cầm quyền Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào xu hướng chính trị theo mô hình của Trung Quốc. Trung Quốc đã công khai áp lực mỗi khi Việt Nam thay đổi lãnh đạo. Trước các đại hội đảng, bao giờ Trung Quốc cũng gửi các cái nhà lãnh đạo cao cấp nhất, có thể bậc hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba của Trung Quốc đến Việt Nam để sắp xếp nhân lực. Chúng ta biết rằng sau năm 1975, hầu như người dân Việt Nam không muốn sang du học ở Trung Quốc. Nhưng giờ đây là con số nó tăng càng ngày càng nhanh, bởi vì những người tốt nghiệp từ Trung Quốc về lại được trọng dụng ở trong guồng máy chính quyền. Họ chắc chắn sẽ chuẩn bị những già lãnh đạo thân Trung Quốc trong tương lai. Trong cuốn Hồi ức và suy nghĩ của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ có đoạn nói: ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh sang Bắc Kinh xin gặp Kiều Thạch, Lý Bằng, Giang Trạch Dân để thông báo chi tiết về Đại hội 7. Tiền lệ này đang được tiếp tục trong nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng vào thời gian trước và sau các kỳ đại hội đảng. Trên mạng lưới toàn cầu, những ngày gần đây có rất nhiều hình ảnh phơi bày cuộc sống xa hoa của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngôi nhà của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ở Hà Nội đến gia trang của dòng họ đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Rạch Giá. Sự cách biệt sâu xa giữa những thành phần trong bộ chính trị, các ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với tuyệt đại đa số dân chúng ngày càng rõ nét. Nhà văn Phạm Đình Trọng, người đã cực lực lên án việc khai thác bầu xích và từ bỏ đảng tịch, đã viết trong lá thư Lời cuối của Đảng ngày 27 tháng 4, 2010. Đảng đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích dân tộc, qua sự tồn tại của Đảng cao hơn sự tồn tại của dân. Lợi dụng lòng tham lam quyền lợi và địa vị của giai cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Bắc Kinh đã dùng mọi thủ đoạn và phương tiện để mua chuộc các thành phần này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn tài trợ cho các công ty Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan thành lập các cộng đồng người Hoa tại những khu vực huyết mạch để từ hoạt động kinh tế
truyền thống sang chi phối về chính trị. Một trong những nguyên nhân đi xâm lấn là Trung Quốc đói nguyên liệu. Trên lĩnh vực kinh tế, nhà báo Bùi Tính cho biết. Mà bauxit thì ta cũng biết là một cái nguyên liệu rất cần cho về chiến lược kinh tế trong vấn đề tàu vũ trụ, tàu biển, máy bay, tên lửa là đều cần đến bauxit. Thế mà bauxit lại là một cái khoáng sản rất là độc hại, cực kỳ độc hại. Nó sản xuất ra cái bùn đỏ. Cho nên họ đóng cửa 100 cái mỏ bauxit ở Sơn Đông, ở Hồ Nam. Thế và họ đi tìm cái mỏ bauxit ở phía Nam, tức là ở Việt Nam, ở Tây Nguyên. Mà người ta đánh giá sơ bộ là có trữ lượng đến đứng thứ 3 của trên thế giới. Và còn có khả năng có cả những cái trữ lượng về uranium để sản xuất ra nguyên tử. Trong nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 3 lần gửi thư phản đối việc khai thác bauxit. Cựu Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh và nhiều sĩ quan cao cấp, cán bộ thâm niên, thành phần trí thức yêu nước và những nhà đấu tranh dân chủ cũng đã nhiều lần lên tiếng, cương quyết phản đối. Trong một kỳ họp tại Quốc hội Việt Nam, sử gia Dương Trung Quốc đã phát biểu. Một vấn đề gây nhiều quan tâm của cử tri vào thời điểm này là dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Việc báo cáo chính thức của Thủ tướng Chính phủ chỉ lướt qua có vài dòng. Và phải đến kỳ họp Quốc hội đã diễn ra được 2 ngày, Chính phủ mới ủy quyền Bộ trưởng Thương mại có văn bản giải trình theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, cho thấy trong tư duy của Chính phủ, đây vẫn là sự đối phó nhiều hơn là sự nhận thức của tầm quan trọng của vấn đề này. Tôi xin bày tỏ quan điểm của tôi bằng những câu hỏi. Thứ nhất là trong tư duy của Chính phủ, có dự trữ cho tương lai, có để dành cho con cháu không, hay cứ có chút của đà nào của tổ tiên để lại, làm cho bằng hết. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao một chủ trương lớn như thế, quan trọng như thế, có thể làm thay đổi Tây Nguyên như thế và đã được chuẩn bị lâu như thế mà đến lúc này Quốc hội mới có cơ hội bàn đến. Kính cha Đại Dương đưa ra một số chi tiết về những xâm nhập của Trung Quốc và Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế như sau. Về sang cái lĩnh vực mậu dịch biên giới hay là còn là mậu dịch tiểu ngạch, đó là cái nơi mà để các cái tỉnh biên giới họ liên lạc với nhau, họ trao đổi với nhau. Nhưng mà hàng hóa đó nó lại bay khắp tới Sài Gòn, tới Mũi Cà Mau luôn. Đó là những hàng hóa, loại hàng hóa thấp, những loại hàng hóa mà bị trả từ các nhà nhập cảng ở Tây Phương. Họ chê thì cái đó lại tuồn vào Việt Nam. Cho nên sẽ làm tác hại đến cái nền kinh tế của Việt Nam rất là lớn. Sang lĩnh vực về khai thác chẳng hạn. Thì Việt Nam đã cho Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở tại cao nguyên Trung Phật. Và mới đây nhất thì chính Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tân Dũng đã làm lễ động thổ cho nhà máy alumin Nhân Cơ với trị giá là 655 triệu Mỹ Kim do Trung Quốc thiết kế và tất cả máy móc cung cấp trang bị này kia là cùng phía Trung Quốc cả. Về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thuê trong thời hạn 50 năm gần 300.000 hecta rừng đầu nguồn đã gây nên những thiệt hại về môi trường, về mỏ quý kim, kể cả mỏ uranium sẽ bị khai thác vào tay ngoại bang. Về an ninh quốc phòng đã được hai tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh phân tích đầy đủ. Để thực hiện các công trình được ưu đãi, Trung Quốc đem công nhân từ Hoa Lục sang Việt Nam tạo ra tình trạng thất nghiệp trầm trọng. Họ sống trong những đặc khu thuộc những địa khai thác, có lực lượng bảo vệ riêng, dân chúng Việt Nam không được đến gần nếu không có giấy giới thiệu. Đối với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á nói chung và các nước láng giềng nói riêng chiếm một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của họ. Ngoài nhu cầu chiến lược tại Đông Nam Á, chính sách ngoại giao của Trung Quốc trong thế kỷ này là ngoại giao tiềm năng lượng, như lời cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Đường Gia Triền đã nói. Tập đoàn dầu hóa Trung Quốc cũng đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ tại hơn 10 cơ sở khai thác dầu tại 6 quốc gia ở Trung Đông và châu Phi. Rải rác từ châu Á, châu Phi đến Australia, Tây Ban Nha, Trung Quốc đều có các hoạt động thăm dò dầu khí. Ngoài nhu cầu năng lượng, Trung Quốc có một nhu cầu lớn hơn là sự hiện diện và ảnh hưởng của họ bên cạnh các cường quốc khác như Nga và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, vì sự tranh chấp hiện nay tại Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực liên quan đến chủ quyền và quyền lợi giao thương của họ, khiến Trung Quốc rơi vào vị thế bị chống đối. Ngay các nước như Úc, Ấn Độ, Nhật và Hàn Quốc cũng sẽ lợi thế khi đứng chung làn ranh với Hoa Kỳ. Đó là thách thức lớn cho nền ngoại giao hiện nay của Trung Quốc. Vì thế, Trung Quốc được coi là một siêu cường mong manh, như tựa đề cuốn sách Fragile Superpower của tác giả Susan Shirk, cựu phó ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương. Ngày 16 tháng 8 năm 2010, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc đang phát triển tên lửa tầm xa, chống hạm và chuẩn bị vào cuối thập niên này sẽ đưa các hàng không mẫu hạm và hoạt động trong nỗ lực trở thành một thế lực quân sự vượt trội tại châu Á. Trung Quốc đã không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng, đang gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế, nhất là các quốc gia trong khu vực. Mục tiêu hàng đầu của họ là làm chủ Biển Đông, làm gián đoạn việc giám sát và ngăn cản sự can dự của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Một trong những lập luận từ phía Trung Quốc cho rằng nền văn hóa và dân tộc Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Hoa. Các nhà nghiên cứu sau đây đã sưu tập những yếu tố lịch sử và khảo cổ học cho thấy lập luận của họ hoàn toàn vô căn cứ. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước, đã bị Cộng sản bỏ tù, sau đó bị trục xuất qua Hoa Kỳ. Ông đưa ra những bằng chứng về nguồn gốc văn hóa và dân tộc Việt Nam như sau. Về văn hóa, về nhân chủng thì nó có hai cái nguồn, một cái nguồn phía Bắc và nguồn phía Nam. Nhưng mà thực ra đó thì cho tới nay đó thì tổng hợp lại thì nó là một cái nguồn chung, tức là cái nguồn này hoàn toàn tách ra khỏi nguồn Hán. Tức là nó có hai cái nhân chủng cũng như là văn hóa, tức là văn hóa Hán và cái văn hóa không phải là Hán, mà nói chung là của những cái nước ở Đông Nam Á, và một phần của nó là cái vùng Hoa Nam của Trung Quốc. Thì Hoa Nam và Trung Quốc của Trung Quốc và Đông Nam Á người ta coi như thuộc cùng một cái vùng về văn hóa cũng như là về nhân chủng và ngôn ngữ nữa. Thành ra những cái chứng tích về ngôn ngữ, về nhân chủng, về DNA, tức là về di truyền học đó, thì cho thấy rằng là cái chủng tộc đó ở phía Nam nó hoàn toàn khác với chủng tộc Hán. Thành ra nếu chúng ta nhìn cái lịch sử nước Tàu, chúng ta thấy Tàu nó ở trên phía Bắc, rồi từ từ họ bành trướng xuống phía Nam và họ xâm chiếm những cái vùng ở phía Nam. Đầu tiên là xâm chiếm ở cái vùng Hoa Nam, rồi cuối cùng đó là họ xâm chiếm sang miền Tây, thí dụ như bây giờ là Tây Tạng chẳng hạn. Rồi sau đó đi liền với cái văn hóa nông nghiệp là một cái nếp sống như chúng ta đã thấy, như là ăn trầu, như nhuộm răng, như xâm mình, là những cái nền văn hóa mà chúng ta cho là của Việt Nam, thực ra nó lan trải rất là rộng ở trong Đông Nam Á. Hoặc là trống đồng chẳng hạn, người ta đào thấy trống đồng ở rất nhiều nơi, từ Philippines cho đến Thái Lan cho đến Indonesia cũng có trống đồng, mà đó là trống đồng của thời Lạc Việt, tức là trống đồng Đông Sơn chẳng hạn, cách đây cũng 3.000 năm rồi. Một nghiên cứu khác của nhà văn Trương Anh Thủy bổ túc thêm các chi tiết. Sau này khoa học chứng minh được rằng DNA của cái nhóm Việt Nam với lại Mã Lai khác hẳn cái DNA của cái nhóm Hán với lại Tibet, cả Đại Hàn nữa. Về nếp sống của người Hán và người Việt Nam cũng rất khác nhau. Người Hán thì tìm ra cái lúa mạch và kê họ trồng ở trên đồng khô. Người Hán thì để răng trắng, người Việt Nam thì nhuộm răng đen ăn trầu. Người Hán thì theo chế độ phụ hệ và trọng nam khinh nữ. Trong khi đó thì người Việt Nam mình theo mẫu hệ. Về phương diện khảo cổ thì vào năm 1930 có rất nhiều các nhà khảo cổ ở các nơi trên thế giới tới Việt Nam để tìm những cái di vật cổ, cho khai quật những cái ngôi mộ cổ và tìm thấy những cái di vật làm bằng đồ đồng rất là tinh vi, và đặc biệt là có cái trống đồng. Mà trên mặt trống đồng á, thì người ta có thể đọc được cái nền văn minh, văn hóa và cả kinh tế của Việt Nam và tôn giáo nữa. Tôi thấy như vậy thì rõ ràng có một cái nhu cầu lớn lắm, là các sinh viên
hay nói chung là tuổi trẻ trong hay ngoài nước đều rất cần những cái tài liệu chứng minh rằng tổ tiên của chúng ta không hề từ Trung Quốc mà ra. Ông Bùi Tín dẫn chứng cụ thể một thủ đoạn văn hóa khác. Bộ phim gọi là Đường tới Thăng Long để mà ca ngợi Lý Công Uẩn, người khai phá ra cái triều đại mới, mà cái triều đại rõ ràng là chống lại phương Bắc, độc lập tự chủ. Thì đáng lẽ cái bộ phim ấy phải là do người mình, do đạo diễn mình, diễn viên mình, và trên quang cảnh của đất nước mình từ Hoa Lư đến Hà Nội dựng lên chứ. Thế nhưng mà nó đem sang Trung Quốc, viện cớ rằng là đấy có trường quay hiện đại, viện cớ là phải dựa vào nước bạn mới có thể có những cái phim hoành tráng, kỹ thuật cao. Ở trong nước đã có những đạo diễn tẩy chay, có những tài tử không đi, là cái tinh thần của đại lễ ngàn năm Thăng Long, là cái tinh thần cổ suý cái độc lập tự chủ tự cường. Là lẽ ra cái phim này đặt tên là Lạc Đường Thăng Long, bởi vì từ Hoa Lư mà đến Thăng Long chỉ chưa đầy 100 cây số, mà lại đi vòng vèo hàng vạn dặm, là sang Tứ Xuyên, sang Chiết Giang, rồi mới lại quay trở về để chiếu cho người trong nước ra. Đây là một cái nhục, nhục về chính trị và nhục về văn hóa. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người vừa được vua Albert của Vương quốc Bỉ trao tặng huân chương đại thần, sau khi xem một đoạn phim, ông cảm thấy kinh hoàng vì từ trang phục đến cảnh quan chẳng khác gì phim lịch sử Trung Quốc. Ông mạnh mẽ lên án những người làm phim vô văn hóa, mà làm văn hóa thì chỉ là người đào mộ chôn văn hóa mà thôi. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã quyết liệt khuyến cáo cuốn phim này phải cấm chiếu trên toàn cõi Việt Nam, bất kể truyền hình hay trong rạp. Một biến cố khác vừa xảy ra khiến người Việt khắp nơi bàng hoàng. Trong khi đất nước đầy rẫy bất công và dân chúng nghèo đói, thì chính quyền Cộng sản đã hoang phí một kinh phí khổng lồ gần 4 tỷ đô la để tổ chức lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Hà Nội đã chọn ngày khai mạc là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2010, đúng vào ngày Quốc khánh của Trung Quốc, và bế mạc vào ngày 10 tháng 10 năm 2010, cũng là ngày Quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc. Phải chăng đây là sự thỏa hiệp giữa hai đảng Cộng sản để xem tương lai Việt Nam như một quận huyện của Trung Quốc? Là một thành viên của Tổ chức Tập hợp Thanh niên Dân chủ, phát ngôn viên Đảng Dân chủ Việt Nam, nghiên cứu sinh luật tại Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ, cô Hoàng Lan nói về cơ chế hiện nay của chính quyền Việt Nam. Lan thấy trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì cái điều mà làm Lan lo ngại nhất là cái sự ảnh hưởng ngầm của Trung Quốc lên cái giới lãnh đạo của Việt Nam. Họ gây ảnh hưởng bằng cách là có thể là mua chuộc hoặc là tham nhũng chính lãnh đạo Việt Nam. Mở trong cái thể chế độc đảng như Việt Nam hiện nay thì không có một cơ chế giám sát hiệu quả. Quốc hội độc đảng thì họ không thể nói được cái tiếng nói khác với cái đảng mà họ tham gia. Và người dân cũng không có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để mà đưa ra ánh sáng những cái việc khuất tất nếu mà có ở trong chính phủ. Thì Lan tin rằng nếu như Việt Nam còn cái tình trạng ngăn chặn những cái tiếng nói để mà yêu cầu chính phủ làm rõ về những cái băn khoăn của người dân trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, chừng nào mình không có một cơ chế như vậy thì cái nguy cơ mà Trung Quốc sử dụng cái quyền lực mềm của họ để ảnh hưởng đến Việt Nam, và Trung Quốc họ cũng không cần phải mang quân ra đánh chiếm Việt Nam, mà chỉ ngay cái sự ảnh hưởng lên cái chính quyền Việt Nam đã khiến Việt Nam mình mất đi cái sự chủ quyền về mặt thực tế rồi. Thái độ xuôi tay của Cộng sản Việt Nam theo lời tiến sĩ Nguyễn Văn Trần là sự chấp nhận lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong vụ Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, trong 2 năm Việt Nam trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một cái hoàn cảnh thuận lợi để lên tiếng tố cáo cái hành vi xâm phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của một thành viên của Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã không làm cái chuyện đó, bởi vì muốn chấp nhận lệ thuộc Tàu để được tồn tại, nắm quyền ở Việt Nam, phục vụ cho quyền lợi của phe cánh cầm quyền. Cái điều đó
là một cái điều kiện thuận lợi để cho Trung Cộng mở mang cái chính sách bành trướng của Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Cựu dân biểu Phan Thiệp tiên đoán một biến cố có thể xảy ra trong nước. Đối với Trung Quốc, có tình trạng Việt Nam á, nếu trường hợp mà để cho người cộng sản vào cầm quyền như thế này mà tiếp tục á, thì là cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó còn ngày còn mạnh, mà Việt Nam khó mà thoát khỏi cái nó được Tàu á. Cái số thủ cựu trong đảng cộng sản á, họ theo Tàu nhiều quá, cho nên á là trong cái tâm tư của người dân, đại đa số người dân Việt Nam là họ chống Trung Quốc. Mà ngay cả ở những cái người cộng sản, những cái cán bộ có cấp cộng sản mà có ý thức, họ cũng thấy cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Thế nên họ đã lên tiếng. Trong một cái tương lai không xa thì là dân Việt Nam ở trong nước họ sẽ nổi lên. Mà khi họ chống lại nữa Trung Quốc thì cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó, là một là phải theo, mà hai nữa là phải đổ. Thì khi đó là cái vấn đề Trung Quốc mới giải quyết được. Nhà văn Dương Thu Hương nhấn mạnh đến nhiệm vụ chính của quân đội và công an trong một quốc gia. Nhưng tôi không hiểu rằng những người yêu nước khác hiện giờ trong quân đội họ nghĩ gì. Bởi vì quân đội bao giờ cũng là những người chịu trách nhiệm trước lịch sử, bảo vệ đất đai của tổ tiên, bảo vệ non sông. Nếu bây giờ họ im tiếng thì họ sẽ là trở thành những cái kẻ bất lực và sẽ chịu tội trong lịch sử. Cái lực lượng thứ hai mà cầm súng bây giờ là công an. Công an trong một đất nước thanh bình là lực lượng bảo vệ an ninh, tóm lại giữ trị an cho dân chúng. Nhưng mà công an Việt Nam thì đã, đang và càng ngày càng trở thành tay chân của kẻ cầm quyền. Tức là họ là cái lực lượng để giúp cho kẻ cầm quyền cướp đất đai của dân chúng. Và công an đã giúp rất đắc lực để chấn áp và để bắt bớ những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Vậy thì công an đã, đang và càng ngày càng trở thành kẻ thù của nhân dân. Trong nhiều năm qua, giáo sư Stephen Young đã theo dõi thái độ của cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ông cho biết, điều tôi muốn nói là vì những yếu tố chính trị mà Bắc Kinh gắn bó với những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam để họ duy trì được quyền lực. Vì thế, những kẻ lãnh đạo này không còn thiết tha gì đến dân chúng. Cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Vũ Thư Hiền trực tiếp chỉ ngay hiểm họa chính trước khi nói đến nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc. Thì cái hiểm họa nó lớn hơn đứng về phía những người cầm quyền là thế nào? Là họ không có lựa chọn nào khác là đi với Trung Quốc. Bởi vì họ cho rằng nếu như rời Trung Quốc ra thì trong cái lòng dân mà họ muốn thay đổi một cái chế độ xã hội tốt hơn thì họ sẽ mất cái vị trí của người cầm quyền. Cái thứ hai là họ sợ là vì Trung Quốc rất gần Việt Nam và bây giờ đang làm những cái xa lộ rất lớn đấy, từ Việt Nam chạy thẳng sang Việt Nam như thế thì nó đổ quân sang rất là nhanh. Vậy thì trong cái lựa chọn đó họ cho là đi với Trung Quốc thì tốt hơn. Ngày nay, trước hiểm họa Bắc thuộc lần thứ 5, người Việt Nam trong nước hay lưu lạc khắp thế giới đã lên tiếng tố cáo tham vọng và những thủ đoạn bành trướng của Trung Quốc. Những tiếng nói từ trong nước ra hải ngoại, sinh viên, nhà nghiên cứu, cựu quân nhân, cựu đảng viên cộng sản, nhà tu hành và ngay cả những người ngoại quốc quan tâm đến số phận của Việt Nam đã chia sẻ nhận định, đưa ra những đề nghị, vận động chính trị quốc tế để xác định chủ quyền quốc gia Việt Nam, đánh lên tiếng chuông cảnh báo nguy cơ một dân tộc sẽ bị diệt vong bởi lòng tham lam truyền kiếp của tinh thần Đại Hán, chính là sự lặp lại biến cố lịch sử
năm 1284, hội nghị Dân Hồng. Không vận động được sức mạnh của toàn dân, không thể chiến thắng ngoại xâm, đó chính là thông điệp lịch sử của hội nghị Dân Hồng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần nhận định về nguyên nhân chính có thể dẫn đến nguy cơ đất nước rơi vào tay Trung Quốc. Trong lịch sử ra thì nhiều lần bị ngoại xâm từ phương Bắc. Nhưng những lần bị ngoại xâm, chúng ta đều đuổi được giặc và giữ được nền độc lập do lòng dân. Với nhà cầm quyền là một lòng một dạ giữ đất nước. Mà muốn như vậy đó thì chính quyền phải là chính quyền của dân. Ngày nay Đảng Cộng sản cai trị đất nước Việt Nam không do mệnh trời, cho nên Đảng Cộng sản nó không sợ một cái sự trừng phạt nào hết. Bởi vì Đảng Cộng sản không phải là do dân chọn, mà đường lối cai trị là ngược với lòng dân. Ở Việt Nam ngày nay mất nước không phải vì lòng dân không muốn giữ nước, mà mất nước vì người dân không có quyền giữ nước, và người dân không có quyền yêu nước, cho nên không có thể hiện được sức mạnh của toàn dân để giúp chính quyền giữ nước. Cái điều đó là cái điều nghiêm trọng, và cái mất nước này mới là một cái trường hợp đặc biệt trong lịch sử mất nước. Giáo sư Vũ Quốc Thúc dẫn giải về học thuyết mới mà Trung Quốc dùng làm chiêu bài với các nước trong hệ thống chủ nghĩa xã hội. Nó muốn thôn tính mình về mặt văn hóa, để nhưng mà không có thể dùng cái thuyết thiên mệnh, không có thể dùng khổng giáo thuần túy như ngày xưa, cho nên là nó lại dùng ngay cái học thuyết mới là học thuyết Mác Lênin, không chấp nhận những cái bản sắc dân tộc đó, coi rằng có một giai cấp vô sản toàn thế giới, nhân danh cái đó thì cái Đảng Cộng sản Trung Hoa nó coi như là Đảng Cộng sản đàn anh. Mà một khi nó lại dựa vào cái nguyên tắc là vô sản chuyên chính, thì do đó cái Đảng Cộng sản nó nắm quyền được toàn lãnh thổ rồi, thì nó có cần gì chiếm đóng Việt Nam nữa đâu. Ông Bùi Tính nói về cơ hội thuận lợi cho người Việt Nam đứng lên thực hiện vai trò lịch sử của mình. Thì hiện nay Đảng Cộng sản đang xúc phạm vào những cái gì gọi là thiêng liêng nhất, những gì của tổ tiên đã chiến đấu hy sinh bao nhiêu đời để giữ vững. Mà như là Trần Nhân Tôn đã nói là phải giữ từng tấc đất một của Tổ quốc. Cho nên tôi nghĩ chưa bao giờ chúng ta có một cái thuận lợi là Đảng Cộng sản lộ mặt, họ bỏ rơi cái quyền lợi của dân tộc mà trước đây trong chiến tranh họ đã giả dối và giành được cái uy tín, cái niềm tin của nhân dân là họ đấu tranh cho độc lập dân tộc. Tất nhiên là trong cái đấu tranh này là cái đấu tranh khó, là bởi vì chúng ta không dùng bạo lực, chúng ta phải đi con đường vòng là không bạo lực nhưng cũng rất quyết liệt. Giáo sư Nguyễn Giang Khanh nghĩ đến con đường nào phải chọn cho tương lai Việt Nam. Nếu mà là Việt Nam đây, là Việt Nam quốc gia hay quốc dân Việt Nam hay là Việt Nam không cộng sản, thì lúc đó chúng ta có đủ cái tư cách pháp lý để mà đặt vấn đề với lại Trung Cộng ở trước tòa án quốc tế, và đồng thời liên minh với lại tất cả các quốc gia trên thế giới nào mà yêu chuộng tự do, mà chắc chắn là họ sẽ hỗ trợ chúng ta, nhất là Hoa Kỳ và Tây phương. Chúng tôi đã cung cấp rất nhiều tài liệu với bằng cớ liên quan đến sự xâm lăng và không ai có thể chối cãi được. Riêng cái phần mà 29 tháng 6 năm ngoái đó, chúng tôi có giao cho Tổng hội cựu tù nhân chính trị đưa cái bạch thư vào trong Liên Hiệp Quốc để cho Liên Hiệp Quốc biết được rằng những cái hành vi của Trung Cộng là hành vi xâm lăng trái với lại công ước quốc tế, và đồng thời chúng tôi có tố cáo những lên án những hành vi tiếp tay đồng lõa của Cộng sản Việt Nam. Cựu dân biểu Việt Nam Cộng hòa Phan Thiệp tiên đoán sự lựa chọn cuối cùng của dân chúng một khi những thành phần lãnh đạo ngã hẳn theo kẻ thù. Nếu trường hợp mà để cho người cộng sản họ cầm quyền như thế này mà tiếp tục á, thì là cái ảnh hưởng của Trung Quốc nó càng ngày càng mạnh, mà Việt Nam khó mà thoát khỏi cái nó được tàu á. Cái số thủ cựu trong Đảng Cộng sản á, họ theo tàu nhiều quá, là trong cái tâm tư á, của người dân đại đa số người dân Việt Nam á, là họ chống Trung Quốc. Mà ngay cả ở những cái người cộng sản, những cái cán bộ có cộng sản mà có ý thức á,
họ cũng thấy cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Trong một cái tương lai thì không xa thì là dân Việt Nam đó, ở trong nước đó, họ sẽ đổi lên. Mà khi họ chống lại nó Trung Quốc đó, thì cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đó, là một là phải theo, mà hai nữa đó, là phải đổ. Thì khi đó là cái vấn đề Trung Quốc mới giải quyết được. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, sáng lập viên Cao Trào Nhân Bản tại Sài Gòn, người đã từ chối rời Việt Nam để ở lại tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Ông đã được nhiều giải thưởng nhân quyền như Raoul Wallenberg, Robert Kennedy, Herman Hammett và Hans Pagels. Trong bài nhận định của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, viết chung với sử gia Al Santoli, chủ tịch Hiệp hội Sáng kiến Mỹ-Á tại Hoa Kỳ, đăng trên nhật báo Wall Street Journal số ra ngày thứ Bảy 14 tháng 8 2010. Hai tác giả Việt và Mỹ đã phân tích rằng lịch sử đã nhiều lần chứng minh nhờ vào tinh thần quốc gia dân tộc mà Việt Nam chiến thắng xâm lăng phương Bắc. Ngày nay, trước âm mưu bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam cần huy động tinh thần dân tộc bên trong và cần có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ bên ngoài. Nhưng muốn huy động được sức mạnh dân tộc thì chính quyền phải đứng về phía nhân dân, tức là phải dân chủ hóa chế độ. Vấn đề chính vì thế này là chúng ta có lòng yêu nước, chúng ta giữ được cái truyền thống, và từ 20 thế kỷ nay, từ khi mà Ngô Quyền mà thắng Bạch Đằng Giang năm 1939 đến ngày hôm nay là hơn 10 thế kỷ, có bao giờ Trung Quốc thắng mình được không? Không phải là vì chúng ta đông người, không phải là chúng ta giàu thịnh, chúng ta có một cái quyết tâm, chúng ta có niềm tin, chúng ta nghĩ rằng là chưa tranh đấu chúng ta đã được toàn dân ủng hộ rồi, và cả cái bậc tổ phụ của chúng ta ngày xưa, những cái bậc lập quốc chúng ta sẽ yểm trợ chúng ta. Nếu cái niềm tin đó chúng ta giữ được, không bao giờ chúng ta bất chấp được. Cái giải pháp đầu tiên đó, để mà chúng ta có thể mạnh được là phải dân chủ, phải chấp nhận một chế độ dân chủ, và do đó Đảng Cộng sản không thể độc quyền lãnh đạo đất nước được, và phải chấp nhận có đa đảng để cho dân chúng chọn lựa những người tài đức lãnh đạo đất nước. Giải pháp thứ hai đó là liên kết với các nước khác ở trong vùng Đông Nam Á, tức là chúng ta phải trở thành một thành viên tích cực. Và giải pháp thứ ba là phải liên kết với các nước khác, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Việt Nam đã bị ràng buộc một cái điều mà tôi nghĩ rằng cần phải xét lại. Đó là cứ nghĩ rằng không ai có thể đánh đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì Ba Lan đã từng làm được, Tiệp Khắc đã từng làm được, Đông Đức đã từng làm được. Đó là vì mình chưa có thấy được là cái sức mạnh của dân tộc. Còn chúng ta không thể trông chờ vào một cái chính quyền thân Trung Quốc. Thì như vậy, chính quyền đó đã không làm được cái bổn phận của mình là bảo vệ biên cương, thì chính quyền đó phải bị lật. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã thu thập một số giải pháp của người Việt về tranh chấp tại Biển Đông giữa Cộng sản Trung Hoa và các nước trong khu vực. Hà Nội đã tìm cách thương lượng với lại Bắc Kinh trên căn bản song phương. Mà trên căn bản song phương ấy, thì cái sức mạnh của Trung Cộng ấy, nó quá lớn so với Việt Nam Cộng sản. Hà Nội đã phải đi từ nhượng bộ này tới nhượng bộ khác. Từ những nhượng bộ từ thời còn Hồ Chí Minh tại thế, nhượng bộ với cái công hàm của Phạm Văn Đồng, nhượng bộ với những hiệp định biên giới năm 1999, hiệp định đánh cá năm 2000, rồi thì để cho Trung Cộng vào trong Tây Nguyên khai thác bốc xít, rồi thì cho thuê rừng. Thì tất cả những cái vấn đề đó đấy, nó dồn Việt Nam vào trong cái thế không còn có thể cưỡng được lại cái áp lực của Trung Cộng. Là làm sao chúng ta có thể cứu nước được? Thứ nhất, một cái khuynh hướng của nhiều người tìm cách đặt lại cái vấn đề tên gọi của Biển Đông. Rất nhiều người muốn gọi cái đó là Biển Đông Nam Á, và đã được cái sự chấp nhận khá rộng rãi ở trong các quốc gia Đông Nam Á. Rồi thì từ khi có cái vụ mà cái hãng National Geographic đã lầm lẫn gọi Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Cộng theo như những cái tên gọi là Tây Sa và Nam Sa, mà do đó nên đã có sự phản đối rất là rộng lớn ở trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Cũng có một số học giả hiện giờ của người Việt hải ngoại ở trong 4 năm ở quốc gia như là Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Anh lập ra cái gọi là Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Biển Đông Nam Á, kêu gọi sẽ tổ chức những cái hội nghị quốc tế để làm sao định nghĩa đâu là
cái quyền lợi của những quốc gia Đông Nam Á như là Việt Nam, như Philippines, như Nam Dương, như Brunei, như Malaysia. Từ đó đó chúng ta sẽ đẩy tới một cái hội nghị quốc tế thực sự ở trong khu vực Đông Nam Á để mà cưỡng lại cái áp lực của Trung Cộng. Cựu thiếu tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Duy Hinh, nguyên là tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh, đã lên tiếng. Một đất nước muốn tồn tại thì phải trông nhờ vào quân lực của nó. Quân lực lập ra là để bảo vệ đất nước, bảo vệ lãnh thổ và phục vụ nhân dân, gìn giữ an ninh cho đồng bào. Quân đội miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn làm những nhiệm vụ đó. Chúng tôi bảo vệ an ninh đồng bào, chúng tôi giữ gìn đất nước, bảo vệ lãnh thổ chống tất cả những ngoại xâm. Chúng tôi cũng lại ra biển cả để giữ tất cả biên cương của đất nước, giữ đảo, giữ biển. Cho tới ngày mà bị bó buộc phải ngưng chiến. Thì ngày nay tôi nghĩ rằng các anh em trong quân đội nhân dân cũng sẽ phải làm cái nhiệm vụ như thế, bảo vệ đất nước, gìn giữ đồng bào. Và không thể nào đi theo một cái đảng phái, một cái tổ chức nào để ngược lại với quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Trước những hành động ngang ngược của kẻ thù, sinh tồn của dân tộc bị đe dọa, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ bày tỏ quan điểm sau đây. Đây không phải là lần đầu tiên mà dân tộc Việt Nam chúng ta đặt lại vấn đề đối với Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rất nhiều lần Trung Quốc xâm chiếm nước ta. Nhưng mà ngày xưa đó, họ xâm chiếm bằng quân đội. Nhưng ngày nay đó, vấn đề xâm chiếm nước ta nó nhiều thứ khác nhau. Không bằng quân đội nữa mà có thể bằng chính trị, bằng kinh tế, bằng thương thuyết và bằng cách đưa người cài vào trong đất nước chúng ta để cuối cùng rồi đó, vô hình chung một sự cái mộng xâm lăng trở thành hiện thực. Bây giờ nếu có người hỏi rằng đứng trước tình trạng đó thì chúng ta phải làm gì? Các phong trào trong nước cũng như hải ngoại đã biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm nước ta cách này cách khác. Nhưng điều mà chúng ta phải thấy rất rõ là trong các biểu tình đó đó, người dân đã bị chính những người Cộng sản Việt Nam đè nén, đàn áp, bắt bỏ tù. Nếu nói lòng dân nổi lên chống giặc mà nhà cầm quyền không cho chống giặc thì chúng ta chống cách nào? Dân tộc Việt Nam chúng ta đang đứng trước hai cái quốc nạn. Quốc nạn đầu tiên đó là cái kẻ nội thù, và thứ hai là ngoại xâm. Không bao giờ chúng ta chống được ngoại xâm nếu kẻ nội thù còn đó. Kẻ nội thù là một cái thế lực nó trói tay dân tộc lại, thì chúng ta không hiểu được là mình phải chống giặc bằng cách nào. Cho nên trước tiên chúng ta phải loại bỏ kẻ nội thù, đó là chế độ Việt Giang Cộng sản. Sau đó toàn dân mới có thể rảnh tay mà chống giặc. Hòa thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, đã khuyến cáo những người thờ ơ với chính trị, đã cho biết quan điểm: chúng tôi không làm chính trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Một đạo hữu Cao Đài, ông Thái Trịnh Thanh thuộc Giáo hội Cao Đài miền Đông Hoa Kỳ, xác định ý thức phải có của một người tu hành đối với đất nước. Trong nước những cái tôn giáo trực tiếp tham gia chống lại những cái đó, điển hình như Phật giáo thì có Hòa thượng Thích Quảng Độ, thì có bên Hòa Hảo thì có cụ Lê Văn Liêm, bên Công giáo thì có Trợ Lý cũng đã bị tù, mà trong tù cũng là quyết và là giữ vững lập trường là không có chấp nhận chế độ cộng sản. Cái trách nhiệm của người tôn giáo, nhất là nói chung và cái Giáo hội Cao Đài đạo chúng tôi nói riêng, thì cũng không ngoài cái mục đích là nói lên cái tiếng nói. Trong nước thì những người không có được quyền nói, không dám nói, nhưng mà ở đây chúng ta đã có những phương tiện, cũng có điều kiện có thể nói thẳng với quốc hội nước sở tại và cũng như đồng bào ở đây, cũng như các con em chúng ta, để cho biết cái hiểm họa như vậy, để mà cố gắng mà là tranh đấu để sau mà cho đất nước ta sớm thoát khỏi cái cảnh mà nô lệ. Giới trẻ trong nước bất chấp đàn áp của chính quyền đã công khai bày tỏ lòng yêu nước,
qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp sức với tuổi trẻ trong nước, tuổi trẻ hải ngoại đã lên tiếng. Một số du học sinh đã kết hợp nhau đưa ra những chương trình hành động. Tập hợp Thanh niên Dân Chủ thành lập ngày 8 tháng 5 năm 2006 là một tổ chức có đường hướng tranh đấu bất bạo động. Lan thấy đó là cái vấn đề của Việt Nam hiện nay, cái vấn đề của tuổi trẻ không phải là bởi vì họ không có khả năng hay bởi vì họ không có cái tấm lòng yêu nước, mà bởi vì Việt Nam mình không có một cái cơ chế để mà cho những người trẻ phát huy được cái tinh thần sáng tạo, phát huy được cái khả năng của họ và để mà phục vụ đất nước, và không có cái cơ chế chính trị tạo cái cơ hội công bằng cho những thanh niên mà mong muốn dấn thân để mà phục vụ cho đất nước có cái cơ hội làm được việc đó. Trước tiên thì Hùng muốn chia sẻ rằng những bạn thanh niên ở trong nước cần phải tìm hiểu các vấn đề liên quan giữa Việt Nam và Trung Quốc, và để tìm hiểu những cái vấn đề đó thì các bạn thanh niên cần phải có một luồng thông tin đa chiều, có nghĩa là phải tiếp cận với những luồng thông tin từ nước ngoài cũng như là những báo chí quốc tế, chứ không phải là nghe theo thông tin một chiều từ nhà nước đưa ra. Quan tâm đến vấn đề xã hội và chính trị đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay thì không hề khả quan chút nào, tại vì chính xã hội đưa đẩy và chính ý đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn như vậy, cũng như chính phủ Việt Nam mong muốn rằng giới trẻ không nên can thiệp quá sâu và cũng không nên tìm hiểu quá sâu về vấn đề xã hội cũng như chính trị ở tại nước Việt Nam, vì đây đối với họ là một vấn đề nhạy cảm. Mọi người sống ở tại Việt Nam đều trong đầu họ đều nghĩ rằng một khi vấn đề dính dáng đến vấn đề chính trị xã hội là một điều xấu, nhưng họ không có tự tìm hiểu tại sao lại là xấu, mà trong khi đáng lẽ cái đó là một việc làm chính nghĩa, là một việc làm thiết thực rất tốt mà không những giới trẻ cần phải làm, mà mọi người là con dân của nước Việt Nam đều phải nhắm, đều phải nghĩ đến cái đó, vì đó không phải là tương lai của một cá nhân mà là tương lai của một quốc gia, một dân tộc. Thì tôi nghĩ rằng thanh niên Việt Nam ngày nay thì họ rất quan tâm đến vận mệnh đất nước. Bằng chứng là cách đây 3 năm, vào cuối năm 2007, khi mà chính quyền Trung Quốc, Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết để mà nâng cấp Trường Sa thành huyện Tiên Sa và ghép vào, phụ thuộc vào đảng Hải Nam, thì khi đó đã dấy lên một cái làn sóng căm phẫn, tức giận trong giới thanh niên. Nhưng mà tại sao mà có nhận định là thấy rằng rõ ràng là họ không quan tâm, họ chỉ đi chơi hoặc là chỉ chú tâm vào chuyện học thôi? Thì tại vì cái này là do chính quyền Việt Nam thì họ cứ đưa ra biện luận là đây là cái chuyện rất tế nhị, cần phải có sự dàn xếp giữa cấp độ chính phủ. Thành ra nên những các thanh niên, sinh viên thì chỉ nên chú tâm vào chuyện học, đừng có gọi là đi vào cái chuyện thương thuyết hoặc là làm những cái vấn đề gì gây tổn hại tới cái chuyện quan hệ giữa hai nước với nhau. Và theo Viên Quốc nghĩ rằng đây là một cái biện luận rất là sai lầm. Một sinh viên khác, cô Yến Nhi, cho biết cô rất thất vọng khi biết chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt bớ những thanh niên bày tỏ lòng yêu nước bằng hình thức bất bạo động. Trong số các vấn đề đang diễn ra tại Việt Nam, những gì tôi biết được qua Internet, qua các nguồn tin là một số blogger, nhà báo ở trong nước đã nêu lên những chi tiết cụ thể về việc lãnh thổ, lãnh hải hay hòn đảo Trường Sa, Hoàng Sa bị xâm chiếm, cũng như việc khai thác mỏ của tập đoàn Trung Quốc tại vùng cao nguyên Việt Nam. Họ đã bị nhà cầm quyền Việt Nam cầm tù, tẩy chay hoặc đàn áp. Tôi muốn chia sẻ với các thanh niên Việt Nam, công dân Việt Nam nên thể hiện lòng yêu nước. Đây là đất nước của ai? Đất nước của chúng ta, đó là quê hương yêu dấu của chúng ta. Trong bất kỳ mối đe dọa hoặc hiểm nguy nào, chúng ta cần đứng lên và đấu tranh cho sự tự do và chủ quyền của đất nước. Sau nữa, tôi muốn chia sẻ với những thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, mặc dù chúng ta xem các quốc gia đang sinh sống như là quê hương của chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên quan tâm đến quê hương Việt Nam. Những gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ để giúp đỡ và hỗ trợ giới thanh niên ở Việt Nam là giúp họ hiểu rõ được vấn đề. Trung Quốc đang nuôi tham vọng trở thành thế lực chủ yếu kiểm soát tình hình Á Châu.
họ tìm mọi cơ hội để thu thập kỹ thuật phương Tây nhằm canh tân Trung Hoa về mọi mặt, để đi đến cùng đích là một siêu cường tranh hùng với Tây Phương. Trung Quốc ngày nay được xem là một cường quốc mạnh về kinh tế lẫn quân sự. Nhưng đằng sau những vĩ đại ấy, thế giới nhìn thấy một Trung Quốc phải đương đầu với nhiều thách thức, cũng vĩ đại không kém. Dân số gia tăng, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp dân chúng, những khó khăn về ngoại giao trên thế giới và cung cách hành xử kiểu thực dân mới. Khắp nơi trên thế giới, một làn sóng mạnh mẽ phản đối các hoạt động mang tính hiếu chiến của Trung Quốc. Nếu Thiên An Môn là cuộc đàn áp tàn bạo những sinh viên Trung Quốc đòi hỏi dân chủ, thì Tây Tạng là một bài học đẫm máu của lịch sử nhân loại, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các quốc gia Á Châu về số phận của mình trước tham vọng của Bắc Kinh. Tại Việt Nam, từ Bắc chí Nam, người Việt đồng loạt tổ chức biểu tình chống Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Thái Lan, các cuộc biểu tình nổ ra phản đối Trung Quốc xây các đập thủy điện khổng lồ thượng nguồn, như là thủ phạm bức tường sông Mekong, gây nguy hại cho 60 triệu người ở hạ nguồn, gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Hình thể nước Việt Nam hình chữ S chạy dài từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, hôm nay không còn mang ý nghĩa toàn vẹn lãnh thổ nữa. Ngày nay, tháp Bản Dốc, ải Nam Quan đã mất về tay kẻ thù phương Bắc. Hoàng Sa, Trường Sa bị cưỡng đoạt, khắp nơi trên đất nước Việt Nam đầy rẫy người Trung Quốc. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đặt sự tồn vong của đất nước dưới quyền lợi của Đảng Cộng sản. Họ đã cấu kết với kẻ thù, từ nhượng bộ đến thỏa hiệp theo sách lược cố hữu của Hán tộc là biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc. Những lê triều thống thời đại này nguy hiểm không kém kẻ thù phương Bắc. 500 năm trước đây, vua Lê Thánh Tông đã cứng rắn đưa ra chỉ dụ: nếu người lấy một thất đất của Thái Tổ là mồi cho giặc, thì tội phải tru gì? Dân Anh Bắc thuộc đang sừng sững trước mắt. Những bài học của Đông Âu, của Liên Xô, những bài học quá khứ của lịch sử Việt Nam cùng với truyền thống chống ngoại xâm tổ tiên để lại trong dòng máu mỗi người Việt Nam là những động lực mạnh mẽ cho toàn dân đồng loạt đứng lên bất chấp bạo lực đàn áp để giành lấy những thứ đã mất: lãnh thổ và quyền làm chủ đất nước. Người Việt khắp nơi đã lên tiếng, tuổi trẻ Việt Nam đã xuống đường chung cuộc. Dân tộc Việt Nam hôm nay chỉ có một con đường: chúng ta phải tự cứu chúng ta trước. Thế giới và đồng minh sẽ không để chúng ta đơn độc trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù bành trướng phương Bắc và những kẻ phản bội Tổ quốc. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, sau hơn 15 năm tù đày trong các trại giam của Cộng sản Việt Nam, nhà tu hành này đã không ngần ngại dấn thân vào con đường đấu tranh cho dân tộc. Muốn chiến thắng ngoại xâm, chúng ta, dân tộc Việt Nam, phải tháo gỡ chế độ Cộng sản Việt Nam khỏi quyền lực trên quê hương. Trong muôn ngàn tiếng nói của người Việt trên thế giới đang sôi sục về cuộc xâm lăng ngang ngược của Trung Quốc, một du học sinh Việt Nam đã phát đi một lời nhắn gửi quyết liệt. Nếu ta không nói, thì ai sẽ nói cho chúng ta? Nếu ta không làm, thì ai sẽ làm cho chúng ta? Và nếu chúng ta không làm bây giờ, sẽ biết bao giờ? Trong một đại hội giới trẻ Công giáo tại Ba Lan đang còn Cộng sản cai trị, nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: các con đừng sợ hãi. Nhà tranh đấu đoạt giải Nobel của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi cho rằng các chế độ độc tài đã gieo rắc sự sợ hãi trong dân chúng, đã làm cho người dân không dám lên tiếng để chống đối lại. Nhưng một khi người dân nhận thức được và vượt lên nỗi sợ hãi, thì đến lúc đó, chính quyền sẽ bắt đầu sợ lại người dân. Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh nhấn mạnh đến nội lực của dân tộc. Cái thế của dân tộc vô địch và vô song,
không tin, không tạo và không sử dụng triệt để cái thế dân tộc thì thất bại đương nhiên. Chủ thuyết, chế độ, quyền lực, tất cả đều phù du, chỉ có dân tộc mới trường tồn, vĩnh cửu, bất diệt. Nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng hậu bán thế kỷ 20, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, trên bước đường bôn ba tranh đấu cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, đã nhiều lần nhắc lại. Phần nước nào có thể có tình nhân đạo hay tình nhân chính nghĩa mà chúng ta giải phóng chúng ta dừng cho chúng ta? Chúng ta phải tự tranh đấu để tự giải phóng. Mười tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội ác thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội cướp nước, giết chiêu bài giải phóng miền Nam, chống Mỹ xâm lược, nhưng thực chất là xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đưa cả nước và xã hội chủ nghĩa không tưởng theo lệnh của quan thầy Liên Xô, Trung Cộng. Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng sản Bắc Việt đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam, gây nên một cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục, đẫm máu và nước mắt, kéo dài suốt 20 năm, khiến cho hàng triệu người Việt phải chết thảm thương vì bom mìn, súng đạn. Nhà nhà đều phải mang vần khăn tang trắng, đau khổ trước cảnh chia ly, loạn lạc, tàn sát và hận thù.
Tội ác thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự ý dâng đất, nhượng biển cho tàu cộng nhằm đổi lấy quyền lợi cho cá nhân và phe đảng, là trái ngược với lịch sử ngàn đời của cha ông, từng đổ máu hy sinh, kiên cường đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Tội ác thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội buôn dân cướp đất. Trong lịch sử chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải đi lập gái khắp xứ người, trẻ em phải sa vào cái nghệ tình dục, thanh niên phải làm lao nô để chủ nhân ngoại quốc đọa đầy bóc lột. Đảng Cộng sản Việt Nam còn tham lam chiếm đất công, cướp đất tư để chia chác làm giàu trên nỗi đau khổ của hàng triệu dân oan, để họ phải sống vất vưởng không nhà không cửa, chết thảm thương ngoài đầu đường xó chợ hay nơi vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc. Tội ác thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội ác phản dân tộc. Trải qua 1.000 năm nô lệ bởi giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ bởi thực dân, dân tộc Việt Nam đã phải sống trong điêu linh nhục nhằn thống khổ, cho đến khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mới được trao trả tự do độc lập, thì Hồ Chí Minh và bè Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang tà thuyết phản dân tộc là chủ nghĩa xã hội để biến Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa, gây bao cảnh chết chóc tang thương hãi hùng, máu thấm sâu lòng đất, xương phơi trắng Trường Sơn và bể đông trôi nổi xác người dân lành vô tội. Tội ác thứ năm là tội giết người thủ tiêu, bịt miệng. Hễ ai không đồng ý đồng tâm với mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức tìm cách giết người thủ tiêu bịt miệng. Từ những việc thanh toán đối lập đến vu vạ giết sạch địa chủ cường hào, nhân vật giai phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã pháo kích, giật mìn, giết người bừa bãi, thậm chí còn dã man chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội trong ngày Tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc, để tiếng kêu than khóc vọng thấu trời xanh. Tội ác thứ sáu của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng bạo lực sắt máu áp đặt lên đầu dân tộc Việt, bắt phải theo chủ nghĩa xã hội, từ chối ông bà tổ tiên, từ bỏ niềm tin tôn giáo thiêng liêng, xúc phạm cả đến trời, đến Chúa, đến Phật. Để tôn thờ quan thầy Cộng sản Lê Lên Khát Mát, Đảng là trên hết, Đảng nhập nhằng giữa Đảng với Tổ quốc. Cờ máu của Đảng là cờ của Tổ quốc. Tội ác này là tội ác cưỡng ép mọi người phải vô thần, vô gia đình, vô Tổ quốc, khiến con phải tố cha, vợ tố chồng, anh em sẵn sàng giết hại lẫn nhau vì bác và Đảng. Tội ác thứ bảy của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội tham nhũng, thối nát, bóc lột, lừa đảo nhân dân. Đây là chủ trương quốc sách của Đảng, khiến cho bao người phải trắng tay, nghèo nàn cơ cực, nhân dân bữa đói bữa no, ốm đau chẳng ai lo, sống chẳng khác nào như dân nô lệ, phải làm tôi mọi xứ người. Tội ác thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội vô văn hóa giáo dục, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng kế hoạch trăm năm trồng người nhằm đào tạo con người trở thành những kẻ sát máu vô nhân tính, lãnh cảm, dửng dưng trước những nỗi đau thương của đồng loại. Đảng Cộng sản Việt Nam điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa ngoại lai, phản dân hại nước, lại xem đó là kim chỉ nam xây dựng con người. Chính vì vậy mà tuổi trẻ Việt Nam mất định hướng, đất nước Việt Nam không có tương lai, và con người Việt Nam bỗng dưng chủ bại, dân tộc sinh yếu hèn. Tội ác thứ 9 là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho xã hội mỗi ngày một suy đồi. Với chính sách ngu dân để trị, bần cùng hóa nhân dân để dễ bề kìm kẹp, dùng hào nhoáng, ăn chơi trụy lạc che mắt thế gian, lấy phồn vinh giả tạo để mị dân, từ đó hố giàu nghèo cách biệt, không công việc làm, trai sinh ra trộm cướp giết người, ma túy xì ke đầy rẫy, phụ nữ thì đứng đường bán thân nuôi miệng, giang hồ phiêu bạt làm dâu xứ người, mang nỗi nhục quốc thể. Tội ác thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam là khôn nhà dạy chợ. Bên trong thì đàn áp bịt miệng, cướp của giết người, bên ngoài thì khiếp nhược yếu hèn, sẵn sàng cầu vinh bán nước. Do đó
Chuyện mất nước bại vong nay mai xảy ra là điều khó tránh được. Đất nước Việt Nam rồi đây sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Dân tộc Việt Nam sẽ bị đồng hóa bởi tàu cộng và trở lại một thời kỳ nô lệ như đã có từ ngàn năm trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo già từ vùng nông thôn tiến ra, quyết chí sông pha đứng lên đấu tranh cho đời, dần muôn người một đời quyết giành tương lai sáng tươi. Việt Nam người đứng dậy một lòng gọi cơn nắng mai, vũ khí trong tay đấu tranh quyết không khoan nhượng, bóng người dập đường thái bình diệt quân bất lương. Việt Nam cùng kẹp bao đời nào để quân gian thao lui, tiếng sóng linh giang đã xua hết quân tham tàn, mau người quỳnh phù thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên, Việt Nam con cháu tiên nguyện thành thì bưng quyền lừa dây trong đêm chiến tranh, tiếng thép xung phong đã vang khắp trên quê mình, mấy mười triệu người một lòng cùng nhau đứng lên. Việt Nam chiều dân Việt hàng chiều con tim đơn đau, xóa hết đêm sâu nắm tay bắc ngang nhịp cầu, quốc nội hải ngoại chung đường và chung sức nhau. Việt Nam
Cuộc đời ngày sau
xâm lược trong kẻ nhu nhược phản nước Việt Nam. Tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã có nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Sao bắn tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đăng tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Không thể ngồi yên.